đam mê hàng trắng. Chiều chiều trên chiếc tay ga đi dựng đồ đã dễ nuôi em. Đường về hôm nay vắng tanh tôi tình cờ quen với ca ve. Vì nặng tôi mới ăn chơi nên giờ đây tôi phải đi tù. Đường về 30 tháng 4 tôi đi tìm nơi xưa làng lối. Tìm lại bóng dáng thân yêu của mẹ hiền đau khổ nuôi con. Mẹ cầm tay tôi không than ôi mẹ hiền tranh mong yêu đương. Làm lại đi nhé con ơi cho thế gian đừng chê cười. Và từ khi tôi tìm thấy bóng người tình em bây giờ thân tàn nuôi đứa con thơ. Thằng sống thương cho một số kiếm phương hồng. Em vì tiền nên giờ phải chịu đắng cay. Cầm tiền tôi đi tăng si đi một vòng đã cao quần nhưng nơi chốn công viên tôi làm liều hai tem tôi bê đâm vào tim tôi tái tê. Tôi cuộc đời ôi chán tôi chê lại trời thương xót thân con cho kiếm sao con đừng ở tù. Của mẹ hiền đau khổ nuôi con. Mẹ cầm tay tôi không thương ôi mẹ hiền tranh mong yêu thương. Làm lời đi nhé con ơi cho thế gian đừng chê cười. Và từ khi tôi tìm thấy bóng người tình em bây giờ thân tàn nuôi đứa con thơ. Thần sống thương cho một kiếp sống phương hồng. Em vì tiền nên giờ phải chịu đắng cay. Cầm tiền tôi đi tăng si đi một vòng đã cao quần nhưng tìm về nơi chốn công viên tôi làm liều hai tem tôi bê đâm vào tim tôi tái tê. Ôi cuộc đời tôi chán tôi chê lại trời thương xót thân con cho kiếm sao con đừng ở tù. Lại trời thương xót thân con cho kiếm sao con đừng ở tù.